Tiếp theo mình sẽ đến một cái tàu hòa này. Tàu hòa này cũng rất là dễ thương này. Đây, tháo cái mặt cười ra các bạn này. Đấy, bánh rất là bự này. Rất là đẹp nha các bạn. Hello, hello. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc trực thăng biển hình này. Đây, mình sẽ biến thành thân dưới các bạn nhé. Wow, quá hai cái chân này các bạn này. Đây, sẽ biến ra này. Hai cái tay này. Đây, các bạn thấy chưa? Wow. Đây. Rồi, ok, giờ mình sẽ biến hình này thêm một chiếc trực thăng nha. Đây. Biến hình này. Ok. Đây. Oh. Quá dễ thương nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc Quýnh nha. Wow, Quýnh nha. Đây còn nọ nữa này. Đẹp 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 nha. Bên cổ hơi đây, bên cổ hơi đây. Wow. Ok. Đây là đẹp nha các bạn. Thì sau này có chỗ để cho xe vào này các bạn, cái thùng này. Rồi thùng thịt hầu này nha. Yeah, let's go. Ok. Tiếp theo là một chiếc Bugatti nha. Đây. Đỏ và màu đen nha các bạn. Wow. Yeah. Here we go. Gầm thật em được cả.